Bây giờ là làm cá cơm rim tỏi ớt. Đây là con cá cơm ba lại. Làm nó ngon, nó không có bị đắng. Loại nhỏ này nấu canh nó cũng ngon mà rim là nó cũng càng ngon nữa. Còn cá cơm đây là rim là nó đắng. Rửa vào nước cho nó sạch bụi cát. Là rửa nó sạch sẽ xem rồi là chiên nó ngon hơn, chín đều hơn, nó không có bị cháy hổn. Dạ. Đây là những nguyên liệu, nhất là ớt. Dạ. Ớt là lấy hột rầu. Dạ. Ớt đây, ớt sừng này mà hi. Ớt sừng lấy ớt rầu, lấy hết hột rầu. Dạ, còn thứ hai nữa là đường phèn. Dạ. Thứ ba nữa là sả. Thứ bốn nữa là ớt ớt kê á. Ớt kê dạ. Còn thứ năm nữa là tỏi. Dạ. Thứ sáu là cam. Dạ, cam sành. Giả cho thật là nhiễm. Dạ. Bây giờ chế dầu vô. Rửa được sườn. Nó vàng rồi nè, bây giờ là mình vớt lên. Dạ. Rất nhiều người hỏi rằng ăn cá cơm khô có tốt không? Khoa học đã chứng minh rằng cá cơm khô có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Ở mọi lứa tuổi, cá cơm khô đều mang lại những lợi ích khác nhau mà bạn không thể ngờ tới. Cá cơm khô có chứa rất nhiều canxi, vitamin và các khoáng chất cần thiết để cải thiện sức khỏe và tăng cường trí thông minh cho trẻ. Không những thế, rất tốt cho mẹ bầu. Chúng còn giúp bạn chống lão hóa, một chứng thường gặp ở các bà mẹ mang thai. Bây giờ là cho vô một chút dầu. Gia vợ vô. Giờ bỏ vô một chút tương ớt. Rồi bây giờ bỏ nào một chút xíu nước mắm thôi. Rồi nặng cam vô. Các bạn thường hay e ngại việc sử dụng quá nhiều các loại cá lớn có chứa hàm lượng thủy ngân và các chất độc hại từ môi trường tích tụ vào cá lớn, thì cá cơm có kích thước nhỏ hơn. Thức ăn của cá cơm là các loài sinh vật phù du, chủ yếu là thực vật phù du. Đặc biệt là có tuổi thọ ngắn nên ít bị ảnh hưởng độc tố từ môi trường so với các loại cá lớn. Cá cơm không được nuôi và được đánh bắt trực tiếp trong tự nhiên. Hàm lượng protein trong cá cơm dễ hấp thu hơn so với thịt. Trộn đều, trộn cho nó ngon quá, đồ ngon à. Cái này quá, nó cũng ngon nè. Cá này là cá tinh dây cá.